qua thì anh bảo anh dùng ngân 96 à? 8, 9. Vừa vần. Bóng an. Của anh là con 26 rồi đúng không? 26 rồi. 8 này nghi là nó có. 26 ấy con bao nhiêu nhỉ? 0609. Ok. Tí ngày mai ra lốt 09 cho anh em sợ. Ra lốt hôm nay thì sao? À tí ra lốt luôn ngay cho sợ. 28. 28 vừa vần. Mười hai không có à? Có anh. 14 có à? Sao? Chèn kẽ. Chuẩn bị. 79 không có à? Chuẩn bị. Đài mấy rồi? Đài 5. Đài 5 rồi. 3.5 rồi. Luộc. 04. Luộc. Phải ra. 04. 1004. Ra mấy con này? Ra được 3 con rồi. 6 con, 7 con mới ra được 3 con. Thì đâu vậy? 6. 6 con mới ra được 3 con. 2 con. Còn con 90 mà làm thế. 3 con rồi. 4 không gì 90 kiểu gì có quân 93. Sao điều ra 97 nhỉ? 79 nhỉ? 14 càng 18-13 nó về 78-13. Ai? Ai bắt? Bình á? 18-13 nó về 78-13. 9 càng rồi. 22-27-72. Kiểu gì ngày nào? 77-18-13 là con này của anh Công. Bắt giờ lọ 18-13. 18-13 bắt từ. Còn cái gì? Chỉ tiếc anh chào. Anh xin lỗi anh nhá. Phút tâm quá rồi chàng ơi. 45 của anh đâu? Úi xời ơi, đéo 45. Ôi con cạc. Tao 79-12-14. 2 ngày phải ra. Và 3 ngày là 26, 2 mấy giờ? 2609. 2609. 13 nữa nè. Ôi giời. Sao đéo 12? 12, 14 cân tí rồi. 23. À, dài cái nhang mẹt. Đâu, đâu, đâu. 73. Thôi xong rồi. Rồi con 79 của anh này cất rồi. 94 rồi. Đừng đùa. Dạ chùa. Mệt quá. 27. 2609 lấy đéo đâu 12 đi mẹ. 12 bắt tài qua đi. 27. Mà hôm qua đâu có 12. Ở trong đây rồi nhá. Đấy thì bài hôm qua đi. 90 em đi ơi trời ơi. Đi mơ nó lại ra con này làm gì nữa. Này, anh gọi cứ ra lại 7 hơi đau rồi, nếu có gì để xét gì. Ăn cay. Rồi, được rồi. 0890 mà đúng má. Ra được mấy con này? 6 con. 6 con ra 4 con. Tớ 2 con ra được 1 con, 3 con trắng bảng chưa được con nào. Nói rồi, cặp 0990 thì có ông quân này. Nghe mày. Không chí à? Không ba. Mẹ này. Vừa biết là đùi mình là chí là không ba. Không ba. Thế là toang rồi. Giáo ơi. Xin ông cái tay đỏ tay đen cái anh. Không chí này. Pháp phép con đề đây. Mình vẫn theo mấy con đề của mình. Đầu 2, đầu 3, đầu 4, đầu 6, đầu 8. Giải nhất được bao nhiêu nhỉ? 13. 13 bú bò. Đầu 2 có 37. Có đầu 2 có đít là đít 3, đít 7, đít 9. Đầu 3 có đít 3, đít 7, đít 9. Đầu 4 có đít 5, đầu 6 có đít 3, đít 5, đít 7. Đầu 8 có đít 5, đít 7, đít 9. Đang thi đấu với anh em. Nha. Yeah. No không được, giải 7 không được, 64-91-28 giải 7 3 con không được. 1-8-1. Đặc biệt càng 6-1-4-9 giải nhất 2-3-1. Càng 3 của 3 của giải nhất bao nhiêu? 8 chết. Nha, yeah. Đặc biệt đầu đề bắt chuyên sâu đầu 4, đầu 6. Giải nhất đầu 0, đầu 7, đầu 9 nha, yeah. Trong 3 ngày.
bắt chuyên sâu đầu chán nhá, chán lẻ, lẻ chán 2 ngày. Có bắt ba càng trực giác tâm linh 963 663 163 65 656 và 665 165 và 465 176 467 967 9 con ba càng mình dự đoán. Nô là mình dự đoán 7 9 12 14 đi ạ. Nô bắt bằng trực giác 2 ngày. Mình ghi rõ đây rồi. Cuộc đời ăn nhau đâu lúc này. Ơ có 97 à? Có 97. Mai anh. Đây ở trên. Thì cùng. Như thế là lét còn gì nữa. À cái đấy tao lấy từ hôm trước. 13 mới có 67 chứ giờ. Bảo sót phát là phải thế. Tao lấy từ hôm trước hôm qua đấy. Mình cứ hơi tiếc đúng ngày đang đang chuyên sâu về về đặc biệt hôm nay chỉ hai ngày nhưng mà hai ngày lo cái gì thì thế à? Có đứng như thế nào thì cứ làm thế thì đã làm sao cứ quay trượt đi cho nó vui. Kép thì bắt con 00112233 bắt bẹt trong tuần trong 5 ngày phải có một tuần là quay đầu con 09 với con 26 thì anh em nuôi ngay thì đã được một con rồi còn kêu gì nữa mà con 26 là con chủ đạo ngày hôm qua luôn tạch cái gì tạch hết thanh niên trung phạm lấy gì tạch đi mẹ chưa kết quả 30 thì tạch cái gì tạch cái gì mà tạch. Anh em chốt luôn đây mấy con đi anh em thi đấu đi sao nào. Bạn nào mà được thì tôi tặng cho cái bình. Phúc Bình tặng cho ít đá. Phúc Bình 73. Ba càng bao nhiêu? 83, 78 13. Anh em cứ chọn ra 10 số bất kỳ là đăng lên công khai là nếu như bạn nào hôm nay mà đoán trúng thì bắt đầu từ ngày mai là mình sẽ gửi những cái phôi mình làm cho người đấy. Nào, đúng 10 số thôi, anh em cứ mạnh dạn lên, chọn ra 10 số bất kỳ ai trúng thì hàng ngày mình sẽ tặng cho cái phôi này kiểu ngày mai. Mà ngày mai ngày kia là phải ra. Thế rồi chậm nhất là phải ra. Thế là nhanh vuông, nó được trình bày, chốt đi. Bây giờ mấy giờ rồi? Còn 5 phút nữa cơ mà, không lo đè. Cho anh em 10 phút nhá. 10 phút. 10 phút thì ai? 50 giây nữa. Anh em bắt bài chủ hết. Nhanh tay. 30 giây rồi. Thôi nhá, dừng, bắt đầu dừng đi bây giờ. Trừng con 3 càng 1111 nhá, anh Nguyễn Hải cơm đi Trạng ơi nhá. Trạng Nguyễn Quang Thời, nay đề 29. Trần Xuân Trường 8, Lam Trần 44, kẹp bắt con 00112233 nhá, trong tuần từ mùng 8 cho đến tầm 12 âm là nó phải ra, à 12 dương phải ra nhá, từ mùng 8 dương cho đến 12 là tổng 4 hôm đến 5 hôm đấy nhá. Hôm qua em mới ngủ đái ra quần ỉa ra cứt kình qua thịt vẹ mày đái ra quần mày ỉa ra cứt thì thịt vẹ mày có tét đít. Đại ca ơi 69 đề 23 25 27 29 43 đấy lang băm ngày đêm ấy thì sẽ được thì thẹ. Có đít lâm rồi. Đầu lam trụng nhá. Đít lâm, đít 1, đít 4 nhá.
Đít 5, đít 1, đít 4, bắt chết Lam Trung nhá. Mà không lọc tới thì chết đi làm sao nữa, sống làm gì chứ, dèo giặt. 49. Đít bố, mày đít 9 tao bỏ. Đít 9 hôm qua tao bỏ, đít mày à. Bắt chết đít 3, đít 9. Bắt được cái chân lẻ. Bắt được con đấy, trời ơi, bắt được cả đầu 4, như nó đến 47, đéo có 49, toang. 149 đâu? 949. À 949 thì tao chết rồi. Kẹp lệch. 49 thôi, kẹp lệch đúng không? Còn gì nữa? Đảo xoay kia vẫn có 4 số đuôi. À đâu? À, thật, thật tiền. 49 có nhưng mà khi là 3 càng không? Toàn mình ở đây chỉ có 45. Anh em có mình bắt được đầu chắn đít nè Lam Trung à, chị viết tay chị này đít 9 này. Tổng ngày hôm nay mình có đầu 2, đầu 4, đầu 6 đít lẻ, tổng có 7 số đít 9. Qua đời công cực trai. Ra cái gì anh bảo mày được đầu 4 được. Ô không sao cả, vui vẻ. Thế là được rồi. Chết gối. Lại áp mạng tiếp. Cuối giờ anh còn bảo chị Noan là nọc 4 cái con số đuôi đấy được. Kép thì có con 00112233 chấm hết. Có 49 luôn. Nhặt càng của mình ra nữa là được 3 càng luôn. Yeah, đặc biệt là càng có đầu càng 9 này nhưng đéo được 3 càng. Có càng 9 mà. Thôi không sao, thua thôi. Không. Chúng mày chết. 49 đéo đâu mà. Em bắt chết đuôi 9. Đuôi 9 này đéo ai ghi nhận đây cả. Bây giờ mày cứ cộng hết cả mớ. Đâu muốn đuôi 9 của em rõ ràng anh. Mày tao không ghi nhận thì à mày ghi ra rõ ràng nhập nhằng không chơi. Nó phải ra, nó phải vi như thế này. Em bảo chị đảo xoay đi rồi, vẫn không đây. Sao những con đấy vậy. Đây, như này mới là nét này. Giải nhất đây. Đặc biệt này, Lam Trung này. Chẵn lẻ này. Đầu chẵn nít lẻ này. Bảy số này, chết thôi này. Không có gì phải nghỉ. Này, bảy số này, chết thôi, không có gì phải lăn tăn. Thua, tay em... thua thôi tay không. Ha. Không có vấn đề gì cả. Đưa ra nào. Mấy con lô 04 96 ở trong kia thôi, ở trong cái kia của anh thôi, đúng rồi. Đây sao, đây đây sao, anh em thì theo cái này thì được, chứ còn cái bảng mới của anh là không được, hôm nay là ra mà. Thế này, 49 ở trong đây thì anh em được này, ở đây là được này, nhiều người được luôn, bởi vì nhá, hôm nay là lô 26 3 ngày, lô 09 3 ngày, nhá. Đặc biệt chắn 2 ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, ngày hôm qua chết và ngày hôm nay. Đặc biệt đít lẻ 2 ngày nhá. Nghe nhìn này. Đầu đặc biệt nhá. Là có đầu 4, đầu 2, đầu 6, đầu 8, đầu 4 là ưu tiên đầu tiên nhá. Là đáng nghĩa là 2 4 6 8 mình ghi nhầm nhá. Còn đít đặc biệt là 357 nhá, tổng cái này mà cộng vào với nhau, tổng này mà dồn mà cộng với nhau tổng là 16 số nhá, 2 ngày, ngày hôm qua trượt, ngày hôm nay là được nhá. Còn cái này mà bắt như Lam Trung bỏ đầu 8 nhá, bỏ 4 số đi thì nó tức là nó còn 12 số nhá. Còn lô thì là ra một con 26 phải chấp nhận lô nuôi nhá. Anh em như thế là cảm thấy là đã ok là ok. Còn theo con lô 26 ở trên, anh em hỏi mình đã bảo con 26 đẹp nhất, còn có 09 vào dạng gan thì đừng có dây vào. Nhá. Nhá, đặc biệt đầu chẵn 2 ngày, đít lẻ 2 ngày, ngày hôm qua không được, ngày hôm nay được nhá.
Còn cái này là cái bộ ở trên mạng của mình cho công khai. Còn nếu như bạn nào thích, đây là đội tổ đào làm 0496 90 26. 6 con lô là ra được 4 con. Hôm nay mà quay vào xiên 4 thì chỉ có lát nhà thôi. Và cái này là chết, không được đặc biệt nhá. Còn đây là của mình, của ngày hôm nay, của mình bắt tiếp nhá, là không được. Tổng của mình ngày hôm nay mình rút xuống đây có 7 số thôi, nhưng không được. Còn cái này là 2 ngày của mình. Còn đây là bộ ba càng, nếu bạn nào thích mà vừa rồi là đoán được chuẩn rồi đấy thì ok nhá. Còn cái này mình đăng ở đâu? Mày vào Zalo em cái, anh vào Zalo cái nhá. Đưa vào Zalo ơi. Có gì đâu theo đi nè. Đây nhá. Đây này. Mình đăng công khai luôn chứ mình có vướng đeo với nhau đâu. Này, trong đây mình còn nói rõ nhá, là theo con 26 này, bỏ con 09, theo tập trung con 26 nhá. Còn ở đây nhá, mình cứ bám chết đầu chắn đít lẻ. Đi xuôi. Mình hôm nay là mình áp mạng ở đây. 7 số của mình áp mạng ở trên cái tờ giấy này của mình, đúng 7 số thôi. Đấy, còn đây là cái bộ là 9 số 3 càng, nó cũng còn ra thôi, tỷ lệ rất là đẹp. Anh em nào thích thì theo cái bộ này trong tuần là ra thôi. Còn mình cảm thích mình tặng, không có thiệt. Mình đăng công khai, tặng công khai hôm nay, những ai trúng 49 mình tặng hết. Vui vẻ chưa? Có gì đâu mà giỏi. Mình có, mình đăng, mình cấm đi ai. Mình đam mê thì dự đoán thì mình cứ dự đoán, thì có cái gì đâu mình phải ngại. Có đăng công khai, không vướng bố quan nào hết nhá. Xin đàng hoàng, cho đàng hoàng, được cũng vui vẻ, không được vui vẻ nhá. Còn cái này là giải 7 này nhá. Cái giải 7 ấy nhá, nếu anh em thích đánh giải 7 nhá, thích bắt giải 7 nhá, hàng hay hay thật, tặng đi chàng ơi. Còn đang trên luôn nữa không? Ở trong Zalo mình có đăng công khai mà, một con 26 rồi, bỏ con 09. Thế còn kêu gà cái gì nữa? Mình đăng công khai mà mình có kiệt nhau gì không? Kiệt nhau gì hết. Không kiệt. Chấp nhận được, vui vui vẻ. Bạn ta cái kệ bạn đi chứ. Tớ có sạc đeo đâu mà tớ để ý. Mình đăng mà. Cảm ơn anh em, rất nhiều người được con 49, được 20k. Mình cho công khai, mình có vướng gì ai đâu mà. Có vướng gì, không vướng gì cả. Nói chung là mình có đăng công khai, được cũng vui vẻ, không được vui vẻ. Anh em cũng thông cảm. Như con 84 nhá, là hôm con 84 đổ đầu ngày đầu ấy, mình buổi sáng ấy, mình ngủ đến trưa ấy, 1:30 2 giờ mình dậy, có người nói vào tai cho con ngày hôm nay một con 39, con 84, con 05, con 10 cho con. Thế là mình mới nghe, mình bảo là sao này nghe nó gần quen, thì hóa ra ngày tháng năm sinh của mình nhá, mùng 5 tháng 10 năm 1984, 39 tuổi nhá. 88 988 9 của ai thì em chơi chịu. Vì người chấp nhận chứ, anh em vui vẻ. Tổng nó ngay là nếu như mà lọc ra ấy là 12 số. Còn để thẳng thì 16 số, nhưng mà có 12 số là ghê rồi. Chơi thế phải chịu được. Ví dụ ngày hôm qua 84 mất hình, 2 ngày 84 mất hình. Mà khi con 84 còn ngày trước nó đổ ra rồi, mình còn nói lại bảo con giấc mơ buổi sáng ấy, buổi trưa ấy, gặp ấy có người ấy, về nói là ta cho con 39 này, 05 này, con 10 này, con 84 này. Nó nói luôn bảo không có tiền, con không có tiền, thế ta cho con 39, nói rõ nhá, con 39, con 84, con 05, con 10, cho 4 con đấy. Thì chiều hôm đấy đổ con 84, xong tối hôm đấy lại đổ 84, hôm sau lại đổ tiếp 84, thế thì phải chịu thôi, định mệnh.
mình cho ở đây còn cái gì nữa. Ở đây là định mệnh, phải chấp nhận thì còn biết sao được, phải chấp nhận. Được cũng vui vẻ, không được cũng phải vui vẻ. Anh em chơi được, chịu được thì đến ngày hôm nay mình dự đoán có 7 số không được ấy, riêng của phần của mình không được ấy. Còn nơi mình nói đây là trong đây là đủ ngày ra thì cứ theo đủ ngày mà ra đi, vướng đéo gì ai. Vướng gì ai. Tí nữa mình lại đăng công khai, nếu các bạn nào thích thì mình lại đăng công khai cho anh em thế thôi. Ông cũng là cái miệng, tất nhiên phải chấp nhận thì biết rồi được. Chuẩn thì chơi, không chuẩn thì cũng phải chấp nhận thì biết rồi được. Những bạn nào được kết Zalo ấy thì nó có giá trị. Cái Zalo rất có giá trị. Bởi Zalo nó nói chung là không như Facebook, Facebook bị già. Zalo mình thì đéo già được. Thế thôi. Zalo của mình thì cái à mày nói chung là không thể già được. Zalo chỉ đánh cái số điện thoại của mình phát là già ngay nhá. Em được 5 triệu. Con 49. Cảm ơn anh. Em theo 2 ngày, hôm qua hôm nay con 26. Đánh 5.000 điểm. Em được 5.000 điểm. 5.000 điểm thì là bao tiền nhỉ? 1 điểm là 2.000. 5.000 điểm. 5.000 điểm là bao tiền nhỉ? Quên nhỉ? 1.000 điểm là 2 triệu 3. 5.000 điểm hơn 10 triệu anh. 5.000 điểm hơn 10 triệu. 1.000 điểm là 23 triệu. Đâu? 5.000 điểm bao tiền? 1 điểm là 2.300 mà. 1 điểm là 23.000. À 1 điểm là 23.000 rồi. 1.000 điểm là... Em chào anh Hào nhá. 5.000 điểm là hơn 100 triệu. Hơn 100 triệu. 5.000 điểm hơn 100 triệu á? Ui vãi. Vãi thật. Vãi. Kinh. Em đánh 5.000 điểm. Vãi kinh thì 5.000 điểm là bao tiền? Hơn trăm củ luôn. Hơn trăm chỉ hơn trăm triệu được thì bao nhiêu? Được 300. Sẽ được 300. Nếu đánh lô thường thì nhân 3. Còn 300. 5.000 điểm là 115 triệu. Được 400 triệu. Vãi. 400 triệu trừ gốc đi thì trừ gốc đi được hơn 300. Được 300. Gọi là lãi 300. Kinh. Nhà cạnh kho bom hay sao, lỗ to đất đấy. Không, ở đây trên, trong cái Facebook của anh khủng khiếp á. Toàn người thật nhận thật thế nào thôi. Người ta toàn dân có tiền, dân nó đi làm. Vãi, kinh. Tiếp. Ôi, bỏ đi làm người. Ngang với nhiều như bao nhiêu. Thì mẹ Hiếu nhà mình, tao nói mày có những lúc vã như gần tỷ. Nhiều béo ấy. Đánh phát được 800, đi thế à mày, 800 triệu chủ có giả tiền đéo đâu. Chủ không giả luôn à? Chủ khỏi giả. Chủ có giả đâu, đến lúc mẹ mày phang tầm 3 càng, 5 củ, 3 càng 4 càng như vừa rồi mà vã 100.000 con, tao hỏi mày vã gần triệu con thì tao hỏi mày được bao tiền. 4 càng mà áp mạng 2 ngày rồi. Ít mẹ 100.000 được 900 triệu. 800 triệu, 900 triệu thì có phải giết người không? Nguyễn Quang Thời, đúng rồi, dân rửa tiền đánh thế nhẹ như uống nước cả trà đá, chuẩn đấy. Không phải đâu các bạn ơi, ở trong cái Facebook, cái fanpage này của mình ấy, nó phức tạp lắm, nó nhiều anh em người ta có tiền, người ta không thể hiện một cái gì cả, người ta nặng nẽ tận làm. Tôi cũng mừng cho người ta. Cảm ơn anh, em được con 49, 10 triệu. 10 triệu con 49 là bao tiền? 900 triệu. Nhân 95, nhân 90 lên thì gớm mặt được 900. Đây, gớm mặt. Không, 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 không. Không đọc nữa, đọc phiền lắm, đi máy A này. Đã tầm 5.000 thì nghĩa là nhiều tiền, đúng rồi. Tầm với người ta nhiều tiền lắm. Nói chung là cái tầm mà ghê gớm lắm. Ghê gớm. Tao hỏi mày có 12 con đề, phang 10 triệu một con, mà những cái tổng thì
với tầm đấy nó không là cái gì của chúng nó cả với anh em ạ. Bởi vì cái tầm ảnh hưởng của mình nó ghê gớm lắm, ở trong cái tất cả những cái cáp tổng của trên mạng ấy nó ghê gớm lắm, nó không được như mong muốn, phải chấp nhận, phải vui vẻ, ghê gớm ấy. Nhưng mà mình nói chung là mình không tiện nói những cái tổng đề tổng bàng. Anh em chơi thân với mình thì nhiều tổng to lắm, khủng khiếp lắm. Chung là thỉnh thoảng thì mình có con 3 càng hay con 4 càng, nó dàn 10 số đến 12 số, 20 số. Mình cho thì đầu năm ấy là rơi vào 1 tháng rưỡi này là mình không chuẩn. 1 tháng rưỡi này, 1 tháng 20 ngày này là mình không chuẩn. Nói thật với anh em là 3 càng mới 4 càng mình không chuẩn. Mình áp mạng 15 ngày 3 càng mới 4 càng. Thông mỗi ngày tầm chục con. Phải chấp nhận thôi. Mình cho anh em nhưng phải chấp nhận thôi, được vui vẻ, không được vui vẻ. Còn một phát mà được nhá, ví dụ như vừa rồi như con 4 càng được ấy, thì là mỗi người đánh còn có 100.000 con được 900 triệu. Mà lấy đâu tiền họ giả. Áp mạng đúng một số rồi 4 càng áp mạng đúng một số. Mà 2 ngày liên tiếp nhau mà chỉ nó được một con thôi. Từ đầu năm ấy mình còn cho chuẩn. Tầm 2 tháng nay, tầm tháng rưỡi, 1 tháng 20 ngày nay là mình kém. Chưa bắt được một phát nào 3 càng à. Nhá. Tết nào mà chả không cho mẹ mày bánh trưng nhân thịt. Năm ngoái thì cũng 4 số. Năm trước cũng 4 số. Năm nào cũng sát Tết từ 18 cho đến ông công ông táo đến 27 Tết. Mà kiểu đéo thì cũng xả kho cho anh em được 3 số đề đến 4 số đề hay 2 số đề hay 1 số đề. Mẹ trước thì xả cho anh em con 27, 28 Tết đấy, một con duy nhất. Mẹ mày thằng nào không có thôi, đánh 5.000, 10.000 hay là 50 thôi. Mẹ mày có 4, 5 triệu để ăn cái Tết. Nên mình tặng cho anh em chứ mình có kiệt bố con nào đâu. Xin được thì cho, không xin được phải chấp nhận. Phải đánh ngoà thôi, biết sao được nữa. Bình Dương, alo, 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 Bình Dương. Cây tắt cái điện đi kẹo vào đi chín. Tôi có nhóm ở đâu? Không có cái nhóm đeo là hết cả. Vẫn ok, chắc là vẫn ta lót được 12 số. Vẫn ta lót được cái bộ của anh làm 12 số. Cuối năm thì mình cho, năm nào thì cho, chục năm này thì sát Tết mình cho anh ấy, lên mạng. Có chứ, để cho anh em thống nhất vào hết bảng xong thì vào tạ ông. Được cũng vào tạ, mà không được vào tạ. Mà đưa cái que phụt ấy, mai, ơi, Đạt, đưa cái que mày vừa mua không ơi? Cái que vừa mua đâu để em lấy không? Cái que, hai que vừa lấy anh mua đâu? Tết năm nào chẳng cũng tặng bánh trung thu cho anh em. Ôi, lúc nào chả cho ông thương gì thì mày các ông các bà. Tết tôi vẫn nói với anh em rồi, thằng nào hết của, thằng nào hết nhà, thằng nào lang thang địt mẹ về phủ ăn Tết, tao lo cho chúng mày từ ông công ông táo cho đến địt mẹ 2-3 tháng riêng chúng mày về đi làm nhá. Thằng nào lợ lần mà lang thang không lơi cương tựa, thằng nào đang chủ lợ réo gọi chửi bới địt mẹ về phủ ở với tao. Năm đéo là tao chả đón đi mẹ, đón tất cả bà con về, không vướng một lúc nào hết nhé. Mẹ mày những anh em trốn nợ lang thang nghiện ngập thì mẹ không nhà cửa về phủ tao ở hết. Tao lo cho miếng cái Tết thịt mẹ ngon lành quanh đào. Tao hỏi rằng cả nước Việt Nam thằng nào làm được như tao. Nó nói thách thức luôn ý, chúng mày có giỏi chúng mày đưa tất cả người dân nước lãi về nhà để mà chăm sóc đi. Thì mẹ làm được như tao hãng nói. Nên là đưa tất cả những anh em bà con nào mà một năm vất vả khó khăn không có nhà cửa lang thang vật vờ thì mẹ về phủ ăn Tết, sắm cho cái Tết cho đàng hoàng, không phải vướng nhá. Chẳng cho anh nào ý dân gì đang công khai chứ làm cái gì đâu mà chả xin gì ai mà cũng chả cần gì ai à. Có cho không, tặng miễn phí, không có âu dê gì à, không có kiệt bỏ với nhau gì, không ghét cái gì à. Thế thôi, cho đi và không nhận lại. Và cho đi và đéo cần nhận lại. Nhận lại thì cái gì, được cái gì mà không được cái gì. Thì chẳng chúng con ôn đề thì anh em làm được cái gì thì anh em làm, thế thôi nhá. Không vướng gì cả, vướng đeo này cứ nói hay nói dở, nhưng đến lúc 1.000 đeo có một xu không, mặt thì đeo có mũi thì không, đi trốn nùi có khổ ra thì mẹ cứ nói phép lên mạng làm gì cho đầu. Thằng nào lổ địa chỉ đi, đến tận nơi ở tận trốn đi mẹ làm sao phải vướng làm gì cho cuộc đời mình nghĩ nhiều đâu đầu.
Cái này là để mai chú phun phân bón. Sáng mai tao đi đánh phân bón xong bắt đầu bón cho cây đi. À chết, quên còn mấy con cá chưa có cá chết. Chó nó ăn hết rồi. Cái gì ạ? Chó ăn rồi, chó ăn hết rồi. Ăn cá sống à? Ừ. Hôm qua ba con ở kia con bệnh ra đớp luôn. Mày không lấy cái nào mày ấy cái là mày phải phun ngay, mày không phun ngay là chó nó ăn hết rồi. Hôm qua chú bảo con là đợi tí là chú chỉ cho chỗ. Nên quần nhanh quá. Con bệnh nhanh thật đấy. Chú ăn cốc cà phê. 8813. Có bút ngoài ra. Cái bút ngoài mới ra. 7813 bốn càng ra tại nhất. Bốn cả? Bốn càng. Đây đây sao đó? Đây này. Đâu? Giờ đâu? Ôi giời. Ôi giời. 7813 sao ấy mày bỏ ra sao nào? Bốn càng sao ấy mày bỏ cái. Ôi chết, mẹ à rồi, mẹ à. Tiếc ngấn người. 7813 hôm nay nó ra rẻ nhất này. Đâu rồi? Đấy. Không thấy đâu, bố rồi lấy lại rồi. Anh Thanh ơi, cơ bút là nó ra 7813 đấy. Em cho anh cái bộ cơ bút đấy. Anh thử xem lại xem có đúng có 7813 không ấy, anh Thanh. Ra rẻ nhất đấy. Ra rẻ nhất đấy. Tiếc quá, một ngày lại áp mạng, à một ngày lại được 4 càng. 4 càng thì là 16 ngày áp mạng, à 16 ngày thì cũng ngay được cái rẻ nhất. Đây này. Lấy anh em thích cái bộ cơ này mà nuôi 4 càng thì mình cho mấy con đánh ít tiền thôi, đánh 10.000 thôi thì thế, nuôi cả tuần cả tháng được, trúng phát thì thế em ơi. 9 triệu ấm luôn. Ấm luôn thì 90 triệu chứ. 9.000. 90 triệu, 9 triệu. Đúng rồi, 9 triệu. 10.000 thì 9 triệu, 100.000 thì 90 triệu. 4 càng thì 900 triệu. 90 triệu. 10.000 được 90 triệu. 10.000 được 90 triệu. Đây, có xem lại cái bộ cơ nào. 900 triệu gần tỏi rồi còn gì. Anh Thanh kiểm tra lại em cái bộ cơ cũ của em xem nào. Đúng 4 càng không? Mua đánh 1 lít là được gần tỏi. Bao bảo chú Công là đưa cái giấy phôi gốc của cái bộ cơ bút cho chú Đức xem nào. Chú Công ơi, đưa cho chú Đức cái giấy phôi gốc. Đây, 7813, 4 càng. Ô! Đúng 7 cá 1 ca 3 thật. Có 7 cá 1 ca mà. Bịt mẹ. Đây này. Đưa bộ giấy cơ cho anh chờ. Công năng việc gì hết. Công năng việc à? 7 cá 1 ca. Gần chục ngày tiếc nhờ. Ấn người mẹ mày. Đây. Hôm nay chính thức là bỏ cơ ấy chứ. Hôm nay bắt đầu mới chính thức là vào là bỏ cơ. Coi giấy phôi ở trên bàn anh ấy. Có cái phôi ở trên bàn anh ấy là anh viết ra rồi ấy. Hoa Ngọc Lan 7813 hôm nay bỏ cơ thì nó như này. Ôi dồi ôi, nó tiếng cái này 15 ngày. Ê giời ơi, 7843 hai con mình bắt đây này. 81 12, 32 nha. Hôm nay mình mới bỏ cơ chứ gì thì ạ. Anh em hôm qua còn theo ba càng đây này. Đâu theo mất tuần. Đến lúc mình bỏ, ngày hôm nay mình bỏ. Đến lúc bỏ nó mới ra. Khủng khiếp. Ô mai đàn đi được. Sợ thật. Tiếc quá bạn ơi. 7813 hôm nay ngày cuối cùng là bỏ ngày hôm nay, ngày hôm qua anh em còn tổ còn cho làm. Mẹ ngày hôm nay mình bỏ, mình xin vào bỏ. Có cái giấy phôi đi cùng mà. Đây là cái bộ cơ của phổ đây. Hôm qua
qua em còn cho vào giải nhất. Hôm qua còn còn nói cho vào giải nhất bố ạ. 4K này. Chỉ mỗi vào giải nhất. Tiếc quá, có đây là 2, 4, 6, 8 con 3K, 8 con 4 càng. Ngày thứ 6 lỗ, đi mẹ ơi. Ngày thứ 6 lỗ lỗ. Đúng 1 tuần. Báo hệ thống là thôi anh em thông cảm. Có lỗi lầm để sành mất con 4 càng. Không thì vẫn cứ động 4 càng ngay cả. Thiệt quá. 10.000 được 90 triệu. Alo. Đó. Em bảo anh vào giải nhất rồi cần gì nữa. Ai đấy? Thanh. Ôi giời ơi. Em bảo tập trung hết vào giải nhất, đừng vào đặc biệt nữa. Anh Phúc ạ, em có lỗi rồi, gì lỗi anh nhá, tiếc quá đi thẻ ơi, đấy, 100.000 đi. Ôi, cố gắng nhá, để em báo. Ít mẹ, mày có lỗ sớm 3 ngày nhá, xin hứa với anh em, nhá. Anh em có 5 cổ, 5 tỷ, ít mẹ. Có 5 tỷ, ít mẹ mày. Hôm trước em đã hẹn là nó vào. Ra chỗ khác, ra chỗ khác. Ra khác không chỗ này là... Ê tiếc thế thì thế à. Bốn càng em ạ. 7, 8, 13 thì mẹ đúng ngày đúng ngày ngày bỏ. Em đánh 1, 8, 3 đi. Cày thế. Thế là 7, 8, 3. Qua mà lỗ mua pháo hoa đốt lỗ phủ hôm qua vẫn cho vào giải nhất 8 con đấy. Mà mỗi anh em mình lẹn có 100.000, 200.000 có người củ. Có 8 con đấy, củ. Củ thì nó phải được ít mẹ mày cỡ tầm em chào anh Nguyễn Đôn Bình nhá. Mà nó lỗ củ nhá thì mày thì không biết là bao nhiêu tỷ. Chấp nhận thôi. Thôi vui vẻ. Thôi bỏ anh em đi thắp hương đi. Xong công việc chưa? Đi vào thắp hương đi. Báo cáo ông ngày nay là được 4 càng nhưng mà do chúng con lại bỏ. Hôm qua vẫn cho giải nhất. Hôm qua vẫn cho giải nhất nhưng ngày thì lại bỏ. Bỏ à? Chị à? Sao ngu hết cả lũ ơi. Đúng ra là bỏ nên vào. Bởi vì cơ hỏng á là bỏ nhưng mà còn chưa bỏ thì tôi nhất định vào. Lần này là thứ mấy rồi? Lần thứ N. Lần này là thứ 4, 4 lần hỏng, thứ mấy có 3 lần hỏng thôi. 3 thôi, không tính lần này. Lần này được rồi. Chỉ là chậm ngày thôi. Chậm hơn ngày. Em ạ, 4 lần cơ hỏng thì nhưng mà thực ra có 3 lần cơ hỏng thôi. 3 lần cơ hỏng. 3 lần cơ hỏng, lần này là được nhưng mà chậm mất 1 tuần, đúng 1 tuần. Rơi vào ngày thứ 8 hay thứ 9. Xin lời bán dẫn thiên hạ đi. Xin lời bán dẫn thiên hạ đi, chị Hư hiểu. Nguyễn Anh Sang. Tiếc quá, tiếc con 4 càng. 7, 8, 1, 3. Tiếc quá. Giải nhất mới giải đặc biệt nó như nhau mà. Em sút 5 ngày 2 giải hôm nay, lú không nghĩ ra sút 160 con 3 càng. Thôi không sao Phúc Bình ạ. Nói chung là cơ 3 lần chết, lần này được, thôi đỡ nhục rồi. Và vẫn an toàn rồi. Nhưng ngày hôm nay vẫn là con 49 nữa, ở trong 12 số vẫn được. Còn cái bộ mà em đưa ra trong đây thi đấu thì chưa được nhá. Ok, phải chấp nhận thôi, vui vẻ. Lời như đã hứa. Anh em nào xin mình cho bộ này nhá. Thế thôi. Bạn nào nhắn tin vào Zalo đàng hoàng tử tế mình cho. Bạn nào chửi mình chặn nick xóa số quên mẹ anh em đi hết cơ hội làm người nhá. Nhiều thành phần vào mõm. Mình nói thật một số anh em vào cứ mõm xong rồi chửi bới nói linh tinh cứ vào. Thôi chấp nhận. Quá đi. Hôm nay mà được thì nhiều tỷ lắm.
dần 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 em định cho cái hết ngày này là giỏi nhất. Hay mà được nhiều tỷ lắm thì mẹ được nhá, thì thịt mẹ mày không biết bao nhiêu tỷ. Tuấn Trần Văn em hiểu mà. Hình như ba càng cũng có càng nhỉ? Hay thì mỗi có cả ba càng, 8, 10 vàng, 4 càng có thì ba càng chả có. Ở trong đấy, cái 8 số đấy có cả đề luôn, đề 2 phát luôn. Cả đề 2 phát luôn, 3 phát đề ở trong cái dàn 4 càng ấy. Tiếc quá. Chưa. Tí nữa anh chồng mông lên mày hộ anh việc nhá, anh sẽ làm siêu ảo thuật nhá. Mày hộ anh đó. Anh sẽ chồng mông tuốt quần ra xong mày cầm cái que này mày sóc nó đít. Ấn vào mày phải ấn làm sao mà nó ngập hết cả cái cán này xuyên vào đít anh này, thì mày làm được không? À, cháu làm được không? Để chú chữa bệnh đen của chú. Nếu chú thích. Đây, mày chọc cái này này. Mà đi vào tao, xiên và ngập lên cái cả. Nếu chú thích. À, đây, ra. Người tiếc. Không có ngày nhất. Không có. Ba càng không có. Giải nhất có 13. 13 thôi. Mà có 8, 1, 3, 6. Không, giải nhất là có. Không có đây. Có 2, 13 thôi. Có 2, 13 nhưng mà 4 càng có. 4 càng có và đề có. Đề có 4 số thôi, lấy đâu nhiều. Nếu mà lấy đề thì 4 càng ra thì đúng rồi. Có con 81, con 13, con 12 và con 23. À con 32, 23 gì ấy. Con 81, 81. Chào anh. Mày thay đổi với tao giờ này á? Biết được mình. Mày bực ai? Mày Em bác cứ bỏ tao ra. Mày ra thông đít anh cái để cho nó chết đít. Là nó chết quá rồi. Này bây giờ nhá, mày giúp chú sẽ chồng mông lên tụt quần nhá. Xong mày đút cái này vào đít đấy. Mày đút một phát mày ngập nhá. Này ngập vào đến đây này. Phải ngập nhá. Vơi là đi mẹ mai vẫn tết, phải cho cả cái que xiên luôn. Cháu làm đâu? Được, cái chú cháu đi làm. Chưa? 78, 13 anh. Hả? 78, 15 đêm nay ngày thứ 7 thì sao? 7 sao không quyết, này bỏ theo cái bộ 0469. Lỗi do Đức, thì mẹ mày, Đức gây lỗi này. Ôi, tí vào trong nhóm xin lỗi anh em mai đền con lô hay con xin đồ trực diện. Thế thôi. Nó bảo phun vào giải nhất. Bình, mày giúp anh được không? Để anh chữa bệnh cái này. Anh Hiếu, em mua cho hai cái gậy sắt này. Anh à, một cái để thông đít em, một cái thông đít anh. Anh đồng ý không? Em ship đến tận nơi. Về tận Hải Dương của anh. Cái này mà phụt nhá, cái này cắm vào nhá, ấn một phát nhá là hết bị chất đít. Anh đồng ý không? Anh Hiếu. Chạy quá lên bố vợ khác đi. Lên bố vợ cái bư đi. À, có đồng ý không? Cái này nhá, đút vào nhá là ngập cán luôn. Anh hiểu chưa? Ngập cán. Em đang tí chuẩn bị bây giờ là nó rửa tay chân xong rồi vạch quần ra, thằng bỏ thằng nhỏ ấy nó cắm cho cái là từ đít để ngập cán luôn để cho nó thâm lút cán luôn cho đỡ thâm, gì hả đỡ bị tì hả thông vào để đỡ đi hả. Ôi tiếc quá, bồ cơ 4 số đặc biệt. 8 số 3 càng, 8 số 4 càng, 4 càng được đề được mà chấp nhận thôi. Hôm nay ngày thứ 7 mình bỏ. Hơi tiếc. Không sao. Anh em vui vẻ nhá. Thôi, bây giờ vào thắp hương đi. Rửa hết tay chân đi sạch sẽ.
công việc của anh em mình thắp hương để cho ngày tiệc cô chín đến nơi đến chốn, tổ chức cho em đẹp và làm thuyền thiếc mọi việc. Anh có dặn mấy công việc này, bây giờ là vững tâm lên. Tháng 10 đến ngày 18 tháng 10 này là hết cái kỳ hạn cái tháng đen tháng mão này mà anh tuổi chuột. Tâm là anh đen đến hết tháng 10 này, đến ngày 18 tháng 10 này anh mới thoát được được hết cái kiếp nạn này. Anh được mở ra để làm kinh tế thì tất cả các anh em nhanh lắm, chỉ vụt mấy phát thôi. Anh nói thật với các chú ấy là chỉ cần mỗi tháng anh em chỉ vụt một con bốn càng thôi, không có nhiều. Thôi thì lương không phải dội nước sôi phải sái đâu. Không phải dội, không phải thầy công phải dội nước sôi sái đâu. Khổ đi mẹ ơi. Tít mẹ ơi, xúc động và dội nước sôi sái đi mẹ ơi. Tít mẹ ơi. Thầy công nhìn mẹ ơi, nghe xúc động quá đi mẹ lấy nước sôi dội rái. Nghe ông anh mình nói xúc động quá, nghe nước sôi. Nhẹ rúm nước rái nước sôi thì kinh rồi. Thôi anh em vui vẻ. Mình có việc này, 27 này tổ chức tiệc của phủ. Anh em xa gần về phủ dự tiệc cô chín. Những thành viên của phủ lên về, bởi vì tiệc của cô cũng là tiệc quan trọng, anh em nên về. Về để có mặt với nhau, về để gần lại với nhau, về để ngồi với nhau để làm những việc tốt hơn. Ơ đi mẹ thằng kia, mày ngồi chỗ đông người mà anh dám mày không rủ tao, để tao đi tại sao dám không thành ạ. Mày đưa tao thông nhau mày khỏi dám. Đi 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 mẹ đéo ra thì đã tí mày phải thông phát để tao mới đánh được. Có dám mẹ mình mà đánh gọi dám làm tao thèm. Bây giờ thì dám mãi đâu ra. Bây giờ ra phát ra úp phát ra một lắm mà khe ai nghe nhá đít nhỉ. Ra nó ra cả topping nữa. Là, ra sản phẩm ra như vậy. Topping và khe. Trong phòng mày người mùi rồi đấy, mày không biết. Là gì ạ? Ai? Hôm qua anh em đang đánh đế chế, đang cười, ông vui làm quả nguyên tử. Chạy toán loạn. Mày anh em hôm qua tôi đánh đế chế chứ. Quyền mẹ đi, nhưng một mình tớ nó là định đế chế, tôi là bố ông giỏi. Thì mẹ mày mấy cái thằng chim sẻ đi mưa đi nắng quẩy quầy gì mà gặp tớ. Đấy mấy phút. Mấy phút lắm. Tuổi bầy gì đánh đế chế với bố mày. Bố mày cân hết. Một tay bố mày cân sạch cả tem. Tám thằng bố mày. Bố mày phá lên mình. Bố mày đánh cả tập tập. Bết đánh cả bố. Đánh xem bạn đánh cả chân mình luôn. Dị. Người thành công nó phải có lối. Quay đánh được chán rồi. Quay đánh cả tem mình. Một cân tám luôn. Sợ lồn gì. Đời cái lồn thì. Cái lồn làm ngang thì chúng mình như nhìn. Những cái lồn làm xong chúng mình nhìn nhiều thì. Tao cho cái lồn làm ngang thì vướng gì ai. Quánh như thế thì tám thằng thì bố mày đeo lên mình thằng nào gặp thằng nào đánh cái thằng đấy chạy đi mẹ lâu công nhưng mà đi mẹ. Bố mình bảo cả tem bố ấy chửi thế là cả tem đi đi à mày ấn ai là lò thoát linh cay chửi đi bố ơi ê nó chửi là đi bố thằng bố thằng bầu bốn. Ok, sao con bố chín được. Đây là đi mẹ nó quay nó chửi. Đi bố thằng bố tao bắt được gọi thái chết. Tao bắt được mình bảo bố lại đây bắt được bố cho vui vậy. Thằng mình cay. Nó cay. Cả một cái tem tám thằng nó thoát hết đi mẹ ơi. Bố mình cứ ngồi chửi trong đó. Anh Nguyên đầy một. Anh Nguyên đang một em mất thằng đi bố ơi. Không cần lên đời, không cần mua lính, chỉ cần vào bố mình chửi thôi. Cả một cái zoom đi thì thoát hết đi thì nội không chơi nữa. Mình ấy bảo là đây là mày ấn làm gì, bố mày chửi cho con cứ nghe. Học nhiều to đầu nghe bố chửi. Đi bố mày chửi cả theo bố mày. Quay em bóng cảm nhận bú buồn. Mình quay mình chửi bóng cảm nhận bú buồn đi. Mẹ mày nó cay. Hay nhất là cái câu cái chú bú buồn. Chú nó cay. Bố mày phá lên mình. Bố mày phá hết lên mình. Bố đánh lên thằng bố. Chú bắt chửi đi phép thằng bốn. Bố mày bắt lên bố đánh về chết. Sao mà thoát.
Cháu đi thì chạy chạy vòng quanh mặt đồ đi bố ơi. Các bố ơi, đầy ba đầy bốn, mình cứ đầy một lòng cầm chạy vòng quanh mặt đồ bố mình, cứ đến chỗ nào bố phá lên mình cũng đánh. Đánh đánh cả cho mình, đánh cả liên minh của mình để chúng nó chửi nhau sao rồi trêu chú phá liên minh đánh tương tung thịt mẹ vô tay bà. Kết thúc là ngày sau bảy thằng kia thoát nữa. Thoát zoom không chết đi chơi nữa, mình bẩn quá. Lâu mình chơi khẳng lâu mà từ bé ăn lớn chưa nhìn thằng nào đánh đê chế. Lâu mà nó mất dạy như này. Điên bố ơi, đời đầu tiên nó vào vang sân nó đập. Xong rồi nó điên bố ơi. Xong rồi điên bố nó chửi từ đầu chắc luôn. Trên màn hình cứ điên mẹ. Các chú bú của anh chèo mấy chó chèo. Đây chú. Các con vợ đi mẹ mày cay cú ức học máu mồm chảy máu mắt đi mẹ mày. Không làm gì được. Không làm gì được. Bố mày vá lên mình ra bố mày đánh chính mày đánh cho rồi bố chạy. Nó giận bố mày đập. Bố thấy vợ rồi bố mày lại chạy. Khắp bản đồ rồi sau đi mẹ các con vợ. Địt mẹ mày 8 thằng về sau là phải thoát hết. Vì nghe mình chửi, ôi mình chửi ơi. Mình chửi ra mình phạt chúng nó cay quá. Chúng nó chửi lại mình nhưng mà chả làm gì. Nói chung anh em nào cao thủ đánh đế chế đấy, cứ va với mình thì mình biết thế nào là lễ độ. Ở đời mà thằng nào đánh đế chế mà địt mẹ mày một mình cân cả tem ấy, một mình cân 8 cân cả tem ấy, chỉ có mình làm được thôi chứ đéo ai đánh được. Và những trận đế chế kinh điển ấy chỉ có mình chơi được rồi chứ không ai chơi được cả. Những trò ma cô ma giáo đấy chỉ có mình làm được thôi. Thôi, chào bà con, chào anh em. Mình vui mà, tính mình bựa. Rồi, chúc anh em may mắn, ấn nút chia sẻ. Tránh trường hợp lừa đảo qua Facebook các video xin tiền nhá. Lưu ý tất cả các Facebook bây giờ là nhiều Facebook giả. Mượn danh của phủ, xin tiền, kêu gọi công đức lừa đảo. Anh em lưu ý, khi chat nhận danh của người phủ, bắt gọi video, đối tượng là liên khuyên. Cái lượng follow của phủ công đức nó rất là lớn, mà lượng comment rất là nhiều. Đây là cái lượng chia sẻ ấy, nó rơi vào mỗi lần một cái video mình mà đưa lên ấy, là phải tầm 3-4 cái lượt chia sẻ và cái lượt mà kiểu follow ấy nó nhiều lắm, cái lượt chat nó rất là nhiều. Nên là link giả ấy, anh em vào ấy, bắt gọi video, là đối tượng không bao giờ mở. Khi chat ấy, anh em cứ gọi thẳng video. Nhá. Con đi đi em à. Đi đi, máy giật không có chơi đâu. Quỳnh đâu? Thôi cho 26 đi, đợi lâu lắm. Đi. Ok mình tắt nhá.